Xin chào các con. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho con gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng đến chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con có hồi hộp không vợ? Dạ hồi hộp. Thấy con có vẻ hơi run đúng không? Dạ. Yên không tâm sao đi. Cả nghe. Đã có cô, đã có chú ngồi đây rồi, không có gì phải run hết trơn á. Coi như là mình tâm sự thôi. Đâu, nghe. Dạ. Nếu như hồi hộp quá thì chú mời con lựa chọn một hộp sữa lớp uống để cho con uống hai hộp. Nãy giờ uống hai hộp rồi. Thôi, con thấy sữa lớp như thế nào ạ? À? Ngon lắm. 10 điểm, 10 điểm. Con uống con uống vị gì? Dạ con uống hai vị luôn, con uống sữa với me muối ớt. Cảm nghĩ của con khi uống uống một cái loại sữa mà nó me muối ớt lạ lạ á. Dạ, con thấy nó lạ lạ mà giống cái viên kẹo kẹo me đúng không? Đậu me muối. Đó nãy giờ mình trò chuyện để cho con bớt căng thẳng. Dạ. Nè. Còn nếu mà con càng căng thẳng nữa thì mời con uống một lốc sữa luôn. Sao vậy con kìa? Dạ. Rồi bây giờ mời con giới thiệu về mình. Con tên là Bùi Hoàng Sơn, hôm nay con 28 tuổi, con đang kinh doanh mỹ phẩm và bên bất động sản. Giỏi dữ vậy. Cao. Con ở quận mấy? Hiện hai vợ chồng con ở Cần Thơ. Chứ Cần Thơ lên đây luôn. Dạ Cần Thơ. Dạ. Dạ. Con tên là Nguyễn Tiên và mọi người hay gọi con là cô Tiên miền Tây. Con 25 tuổi, con đang kinh doanh sản xuất mỹ phẩm. À, tức là hai chồng chung nghề luôn. Dạ. Tại sao người ta lại gọi con là cô Tiên miền Tây? Dạ có nhiều người gọi con là danh xưng cô Tiên miền Tây là biết đến con là con từ thiện á. Tại vì con sản xuất mỹ phẩm xong rồi con lấy tiền đó để con làm từ thiện. Rồi xong rồi mọi người biết đến con nhiều hơn. Tốt quá. Con trích cái lợi nhuận ra để dạ, con làm con từ thiện. Con có xây nhà với lại cho bà con gạo này kia cũng nhiều á. Tốt quá con ơi, thay mặt những bà con khó khăn phải nói là trước hết là chú là người miền Tây. Mà nghe con chia sẻ cái điều đó thì chú cảm thấy rất là ấm lòng. Thay mặt bà con cảm ơn cô Tiên miền Tây và hy vọng có dịp nào đó chú cháu mình sẽ đồng hành với nhau trong một chuyến nhé. Dạ dạ rồi, dạ. Bây giờ kể cho chú nghe đi, làm sao mà con quen được với cô Tiên miền Tây vậy hả? Hai đứa con quen nhau ở trong một trường hợp là đi buổi tiệc sinh nhật, rồi con thấy bạn này lúc hồi xưa lên như hai lúa gì đó và mặc đồ công chúa nhìn nhí nhảnh nhìn đáng yêu lắm. Cái con thích, con liên hệ với mấy bạn mà biết bạn Tiên á, con xin Facebook về con nhắn tin cua lúc đó chưa trả lời liền tại vì nhìn cũng không thích lắm. Cái hình đại diện là ngồi trong ghế quán bar ngồi chứ quẩy gì nè, thể hiện đó. Kiểu vậy đó, cái người nam mà ngày xưa con thích á kiểu là thư sinh. Còn ông này là đi bar quẩy quẩy quá là không thích, cho nên mình không có thích đó. Dạ. Rồi làm cách nào để mà cô ấy có ấn tượng tốt với mình? Dạ thì lúc mới quen thì bạn đi học trung cấp năm nhất, con cũng có tìm hiểu, bạn lên đây cũng vô tìm được chỗ ở cũng khó khăn, thì con cũng chạy đi tìm chỗ ở nhà trọ cho bạn ở, mua đồ mua đạc này kia cho bạn để trong phòng trọ chú. Bạn lên đâu con? Dạ lên Cần Thơ á. Lúc trước bạn ở Hậu Giang. Long Mỹ, Hậu Giang. Hậu Giang. Lúc đó chưa hai đứa chưa quen mới biết nhau rồi thấy tìm khó khăn quá con đi tìm giùm thôi. Mới nhìn qua thì tưởng dân chơi nhưng mà thật sự khi mà tiếp xúc á, ảnh nói chuyện á quan tâm ân cần chu đáo lắm, tìm nhà trọ cho con ở á, xong ảnh tìm á cái nhà trọ sát bên nhà ảnh lội bộ qua được luôn á chú. Trời xanh á, thiệt nó thơm ghê luôn. Mua đồ đạc cho con đủ thứ hết trơn luôn. Mà lúc đó cũng khó khăn, kiểu mình không đủ tiền á. Xong cái ảnh cũng trả tiền nhà trọ cho con luôn. Nhà ảnh chắc cũng khá đúng không? Dạ. Nhà khá đúng không? Dạ đúng. Cho nên là cái chịu mà chịu chi với người đẹp là coi như là ảnh sẵn sàng. Đúng không con? Dạ. Nhưng mà lúc đó làm gì ra tiền mà sao chịu chơi quá vậy? Xin ba mẹ thôi chứ làm sao đúng không? Dạ, lúc đó con đang đi học năm tư đại đó. Học. Dạ đó. Thì, xin ba mẹ. Dạ xin lo ba cho mẹ. Gái. Dạ, xin ba mẹ. Xin ba mẹ mà có nói là con lấy cái tiền này để con lo cho bạn gái con không? Dạ không. Dạ chứ xin nói làm sao? Dạ lúc trước thì đi học mẹ cấp cho con 700.000 từng thôi. Với lại hồi xưa con quậy lắm, con chơi bời đó, không có tiền đủ tiền con chơi cờ bạc thêm đó chú. Con quậy lắm thì 700.000 mà vừa lo cờ bạc rồi vừa lo cho bạn gái nữa thì tiền đâu sống? Con hỏi nợ. Con hỏi nợ. Rồi sao nữa? Cô muốn hỏi là cái tiền mà con lo cho Tiên á là tiền ở đâu? Tiền hỏi nợ. Tiền hỏi nợ là nợ ai? Dạ tiền là lúc đó cũng mẹ cũng có cho. Dạ. Rồi mẹ có cho, có nghĩa là không phải hỏi nợ ai để lấy cái tiền đó lo cho Tiên đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi lúc đó hỏi nợ là vụ con chơi bời thôi. Hả? Chơi bời trước đó. Dạ. Hỏi lúc mà quen Tiên còn chơi bời không? Dạ còn. Còn luôn. Còn, nhưng mà sau khi quen Tiên được có hết cho bời chưa? Dạ hết rồi. Hết đúng không? Dạ, đúng đó rồi. Phải hết mẹ nhưng mới mà... thương mẹ mới cho tiền chứ. Nhưng mà quen Tiên có phải là vì Tiên
tiền khuyên cho nên mới hết chơi bời. Thay đổi đúng không? Dạ đúng rồi, thay đổi đó chú. Hồi xưa con quậy lắm. Rồi có nhớ là khi nào thì mới tỏ tình với Tiên hay không? Dạ khoảng một tuần á. Dạ một tuần. Bao nhiêu lâu á thì tới hôn đầu tiên? Cũng khoảng lâu lâu à, đi chơi bình thường cũng đâu có hôn gì đâu. Nhát lắm hả? Dạ. Tưởng là ổng gạn lắm mà. Ổng có nắm tay đầu này kia luôn cô. Dữ hả? Đi chơi biết bao lâu dạ. Tiên ở ghép với một bạn nữ nữa. Là bữa đó bạn kia, bạn của Tiên dẫn một bạn gái về. Xong cái con qua chơi. Xong cái đâu có chỗ đâu mà ngồi cái hai cái con lên gác. Lên gác. Hôn xong rồi có làm gì nữa không? Dạ có lai gai. Rồi hai đứa yêu nhau trong thời gian yêu nhau thì có biến gì không, có biến cố gì không, kể cô chú nghe coi. Dạ có, ông này bị chủ nợ ruột. Ruột hả? Chủ nợ ruột tới nhà luôn, kiếm tới mẹ luôn. Xong cái bắt đầu ổng chạy đi Sài Gòn trốn. Xong cái con cũng đi theo luôn. Rồi con đi chống nợ theo luôn. Cái đợt đó con nợ nhiêu vậy? Dạ con nợ tầm 700 đến tỷ vậy, con nhớ nữa chắc cỡ trời ơi trời, chơi dữ vậy. Ủa sao lúc quen rồi là biểu bỏ rồi mà sao trước đó cũng trốn cũng nợ dữ vậy? Con nợ trước đó rồi, cách đó nợ mà con đi theo ổng luôn thì con có sợ không? Con cảm giác là lúc đó là mình thương thiệt rồi. Tại vì á lúc đầu á mình lên Cần Thơ mình bôn ba như vậy á, kiếm cả nhà trọ cũng rất là khó, tại mình cũng thuộc diện khó khăn mà ảnh giang tay ra giúp đỡ mình hết tất cả mọi thứ luôn. Thì nghĩ là ảnh là một người tốt nên mới giúp đỡ con đến vậy. Nếu như ảnh quen qua đường thì đâu đến mức mà lo lắng cho con tới vậy. Coi như bây giờ cho nên là có phước cùng hưởng, có họa cùng dạ kia. Đúng rồi, ở đây con cũng lo, con không biết là hồi hộp đúng không, như ảnh có bị gì rồi sao vậy đó, con cũng suy nghĩ như vậy. Ừ, cuối cùng ai là người trả nợ cho con? Dạ mẹ con. Thì mẹ thôi chứ ai đó. Mẹ kêu về đi rồi mẹ trả cho rồi hai đứa lo làm ăn làm lại từ đầu. Rồi cái chuyện cưới hỏi ai là người gợi ý? Con. Lúc đó vợ Tiên á dẫn về quê chơi thì con thấy thương nhiều hơn, tại nhà cũng thuộc diện khó khăn ấy. Con nói thôi mẹ ơi giờ cho hai đứa con cưới nhau đi rồi hai đứa con vừa học rồi đi làm rồi chí thú làm ăn đó. Dạ thì mẹ cũng không cho cưới nữa, tại tuổi con với tuổi Tiên nó bị khắc nhau, khắc khẩu khắc mệt. Còn mẹ của con thì có ý kiến gì không? Dạ mẹ con, con sao là mẹ vậy à? Mẹ con dễ lắm. Tụi con vượt qua bằng cách nào? Vợ con nhắn tin năn nỉ mẹ con, con cũng nhắn tin dài lắm năn nỉ. Nói giờ hai đứa con thương nhau quá trời, giờ mẹ tìm cách nào để cho hai đứa con cưới nhau. Rồi giờ mẹ cũng suy nghĩ tìm cách. Dạ. Ông này ổng đập đầu tự giận. Trời ơi vậy luôn hả? Trời ơi. Đập đầu thiệt không? Đập đầu thiệt luôn. Dạ. U đầu luôn. Con đập vô tường binh binh. Mẹ không tin, kiểu như là mới quen rồi tại sao cái cô này mà lại con trai của mình đòi cưới liền, trong khi đó trước tới giờ con trai của mình kiểu như là ảnh cũng quen rất là nhiều người. Tự nhiên quen con anh thay đổi anh đòi cưới vậy, mẹ cũng có nghĩa là mẹ cũng lo không biết gì. Cái lúc mà ổng đập đầu á là có con không? Dạ có luôn. Là có mẹ luôn. Mẹ thì xỉu xỉu còn con thì cũng lết lết theo luôn. Thật ra có những cái cú đập đầu đó mà mới có thể xoay chuyển cái suy nghĩ đó và cái tác hợp của mẹ. Các con ngày hôm nay rõ ràng là hạnh phúc, đó là sự lựa chọn. Mẹ mà coi được chương trình này mẹ cũng cảm thấy rằng là cũng rất hạnh phúc vì hai con của mẹ đã lựa chọn nhau, chọn yêu thương, dạ, chọn hạnh phúc. Mấy đứa có con chưa? Dạ có rồi. Mấy đứa? Dạ ba đứa. Trời ơi, hai đứa ba đứa con. Trời ơi. Cưới là có liền hay gì? Dạ cưới 6 tháng sau mới có bầu. Bé lớn là 4 tuổi, 4 tuổi mấy, còn bé giữa là 2 tuổi. Rồi bé cuối cùng là tuổi mấy? Sức khỏe tốt bắt nguồn từ việc uống nước tốt. Trong những năm tháng yêu nhau và bây giờ thành chồng, thành vợ, thành cha, thành mẹ, vậy thì có những cái tật xấu nào nó lòi ra không? Ông này mê gái. nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng bị con chặn ngang. Ổng là dân chơi, ăn chơi mà đương nhiên nhìn gái cũng thích. Rồi xong rồi lên Facebook cũng comment cô này cô kia đó. Comment gạo. Comment gạo á, rồi thả tim, thả like người ta. Rồi con xong. Con thấy cái lận vô hình thấy. Con thấy cái là con chặn nhỏ mà comment nhiều nhiều quá là con chửi luôn. Trời ơi. Con nói chồng của tao á. Con nói chồng của tao á. Thêm cái nữa là nó dốc. Nhiều khi ảnh muốn đi chơi pizza, bây giờ con đã cắt bỏ hết những cái tật xấu rồi, ảnh không có nhậu nhẹt hay là này kia á,
ảnh chỉ mê đi chơi mà đánh bida thôi. Mà có điều nói dốc con, à là nói đi đâu đi đó, nhưng mà thật sự là đi đánh bida mà. Ví dụ đi bida thì ổng nói ổng đi đâu? Ổng nói đi mua này mua kia, đi tiếp đối tác rồi này cái kia. Cái lỡ cái lỡ cái lỡ cái lỡ cái lỡ. Rồi bây giờ cô Tiên muốn chồng thay đổi điều gì? Thì con chỉ mong muốn là đừng có nói dốc nữa. Đi đâu thì nói đi đó. Ví dụ như đi ra quán pizza thì nói em tiếng thì em có thể đi theo với anh chơi luôn. Tại vì ngày xưa hai đứa quen nhau thì cũng đi chơi chung, không chỉ anh quán pizza cũng ngồi kế bên mà. Bây giờ con chỉ mong muốn là ảnh đừng có nói dối con rồi. Rồi giờ tới con nè. Dạ. Ê, cô ấy có tật xấu nhiều không con? Chắc dạ, ít lắm nè. Dạ, ít lắm chú. Để con kể hồn hết luôn. Kể hồn hết luôn. Rồi. Kể vài cái nghe chơi coi. Cái đứng đầu là ghen đó chú. Trùm ghen. Làm ghen luôn chú. Nổi tiếng với xứ con á. Hỏi ai ghen chú Đảo là nói tiên á. Vừa là cô Tiên tốt bụng. Không phải, nó đã tự thú nhận nãy rồi mà. Vừa là cô Tiên tốt bụng, vừa là cô Tiên ghen nữa đúng không? Dạ, ghen mà đến nỗi định vị điện thoại con rồi ha. Con đi ra ngoài đường tầm 10-15 phút là phải gọi video thấy mặt con cái, coi đang đâu làm gì, đi chơi với bạn bè hay là đang gặp đối tác gì đó, gặp điện hoài gì đó cũng hơi bực bội. Nhưng mà hỏi thật này, đó giờ con có bị bắt gặp lần nào? Dạ chưa, có bắt gặp lúc nhắn tin thôi. Dạ. Nhắn tin cho ai? Con lúc con đi quýnh bì da đó. Cái con xin số điện thoại bé kia nhân bì da đó, con về nhắn tin mới hỏi em tin gì ở đâu, là bà này bà mượn điện thoại gặp tin nhắn em con chưa xóa kịp nữa. Tại sao nó không ghét cái vụ bì da là đúng rồi thì đó đúng không? Dạ. Nhỏ nó gắn liền với bì da, trời đó coi chỉ có gia quen người thứ sáu thứ bảy sao người ta thương mình tự nhiên cái con mượn điện thoại con khóc đi nói xin lỗi mới nhắn à, mới mốt không nhắn nữa, anh dẫn tôi ra quán bì da tôi gặp con nhỏ đó tôi nói chuyện nè. Bắt đầu anh không dẫn con ra, xong mấy ngày sau cái ảnh đang quán bì da, con đi ra quán bì da đó con nói ê nè, này là chồng tôi nha. Xong rồi quán pizza, ổng quán ổng tự ghi điểm được thì tự ghi, còn không nói là tôi thấy bạn nào mà lại ghi điểm là tôi quậy liền luôn á. Rồi xong cái cũng có hai vợ chồng cũng có cự lộn đó, nhưng mà kệ, cự lộn dằn mặt cũng đó, nhưng mà mình được cái đó là mình hài lòng rồi. Rồi ổng đổi quán pizza ổng chơi luôn. Có hay nhõng nhẽo không? Hay khóc hay nhõng nhẽo không? Nhõng nhẽo lắm chú. Nhất là khi mà nhậu xỉn vô về nhõng nhẽo. Anh ơi anh nè, chồng ơi chồng à, lấy này lấy kia như say giặt nữa chú. Giặt kia lắm, say giặt mấy chứ khi ngủ là con phải pha sữa cho uống á. Pha ly sữa uống rồi mới ngủ. Lần này không cần pha nữa, anh tự sau đây là bốc thăm trúng cái lớp hạnh phúc, là lựa chọn một cái thôi, là chỉ đúng cần chọc cái ống hút vô là hút thôi, không cần pha luôn. Bưng nguyên cái thùng sữa lên phòng. Rồi còn tật gì nữa không? Dạ còn tật là hay thức khuya á chú. Khuya làm gì? Làm việc. Dạ làm mà quên ngủ rồi đói bụng rồi quên ăn luôn. Lo công việc đó chú. Thôi giờ con có mong muốn Tiên thay đổi điều gì không? Dạ mong muốn thay đổi là bớt ghen lại một tí, với lại làm việc ít lại, cân bằng công việc để sức khỏe quan trọng. Tại Tiên cũng yếu, sức khỏe yếu hay bệnh lắm. Dạ. Cô thấy vậy nè Tiên, giờ cô chỉ nói về phía Tiên thôi nha. Con á, con vừa đẹp nè, con vừa giỏi nè, mà giờ con có hết mọi thứ rồi đó. Ba đứa con ngoan, một ông chồng dễ thương, đúng không? Dạ. Rồi nhà cửa tiền bạc, rồi nhất là cái sự nghiệp của con là con có quá trời rồi. Bởi cái level của con á nó cao, cho nên là nếu như con ghen chi cho nó mệt mỏi tấm thân vậy, hiểu không? Con mà ghen con tự hạ con xuống. Tại những cái đối tượng mà để con ghen không phải cái đối tượng để cho con phải xuất chiêu, con hiểu không? Phụ nữ là phải ghen, nhưng mà ghen đúng thôi. Chứ còn ba cái lặt vặt bỏ đi. Bỏ đi, hiểu không? Dạ dạ hiểu dạ, không? Dạ. Đó. Dạ. Còn con á, con đã hốt được bà Tiên rồi, con phải biết giữ. Dạ. Hiểu không? Đúng không? Dạ. Có của là phải giữ nghe. Dạ. Chưa? Cho nên rằng á, là những cái gì mà lẻ ôi ba cái lẻ tẻ không bằng một cái gì của vợ mình, không bằng cái móng tay vợ mình, bỏ đi, đừng có làm cho nó suy nghĩ. Con mà muốn nó có sức khỏe đó thì con đừng bắt nó phải nghĩ ngợi thêm cái vụ mà hay nói dốc nữa. Dạ, hiểu chưa? Rồi, dạ. Thành ra từ sau đây con cứ nói thiệt bỏ đi. Luôn đi. Ờ, anh bỏ đi đánh pizza ở chỗ này nha. Địa chỉ này nghe bé. Đó, ừ. Em cứ làm nhà đi hả, rảnh thì qua. Ví dụ vậy một lời nói là con đúng thấy rồi con đó. Nhẹ nhàng liền đúng không? Đúng rồi đó cô. Cái áp dụng đi rồi cái cuộc sống của con sẽ thay đổi. Thấy không? Các bạn sao sẽ là có tất cả, có yêu thương. Dạ. Và có hạnh phúc. Rồi, đúng cảm rồi. Ơn. Cảm ơn hai con nghe. Tặng cho anh món quà là một cái đồng hồ để cho anh đeo, để cho anh nhớ đến cái giờ để mà anh đi
có đi chơi thì đi đúng giờ về với em. Vậy cái này là vừa tặng mà vừa nhận mặt. Trời ơi, hột xoàn mà lấp la lấp đánh nhìn chói mắt luôn vậy đó. Cảm ơn em nha. Rồi hôn cái đi, cảm ơn Xuân vậy. Rồi, ok, cảm ơn Sơn, dạ. Cảm ơn con cũng có món quà để tặng vợ con. Ôi trời ơi, nữa hả? Rồi, sợ sao tụi này nó bất ngờ. Đó, cái này con là một món quà con tặng cho vợ con, hy vọng vợ con thích và hãy trang trọng và thực hiện cho con. Mở ra. Ơi, sao nó tặng cho nó bỏ trong cái bình ni lông vậy? Ừ, hồi hộp quá. Ông làm tụi tôi hồi hộp theo ông đó. Trong đó nó chất lượng lắm á nghe. Chiếc nhẫn. Trời ơi. Ông Hoàng Sơn. Gì vậy? Em khoe nữ thầy. Gì đây? Thầy sao? Là muốn em đẻ thêm đứa nữa hả? Đẻ đứa nữa. Chúc cho hai con ha, những gì chồng con mong muốn là sẽ được ha, sẽ được tất cả. Qua tháng sau các con có tin vui, trai hay gái gì cũng được. Đó, miễn sao có đủ 4 đứa. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn con. Rồi. Rồi, cảm ơn hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thận và chị Hồng Vân. Em tên Châu Cao Huy. Em năm nay em 33 tuổi. 33 tuổi. Dạ, hiện tại thì công việc chính của em là nhân viên lái xe bên ngân hàng. Và ở đâu, quận mấy? Dạ, hiện tại em đang ở quận 8. Rồi, giờ mời dạ, vợ Huy. Dạ, thưa chú, con tên là Phạm Thị Hồng Trâm. Con làm sale kinh doanh bên bánh kẹo. Hôm nay con 28 tuổi, con sinh năm 94. Ủa vậy giờ quen nhau sao? Thôi bây giờ kể đi. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau sao? Mà em biết vợ em á là bạn của bồ trước em. Hả? Vợ em á là bạn của bồ trước em. Bạn của bồ bạn trước? Bạn của người bồ trước. Đó, rồi sao Quy? Đúng rồi, vợ thì vợ em học lớp 11. Rồi đó thì cái gu em á là không phải là bồ của vợ bạn em. Dạ, em thấy cái gu bên đây em phải hơn. Bồ dạ. Của vợ bạn. Có nghĩa là con bồ em có phải là gu em không? Không phải. Không phải. Mà cái gu là gu của nhỏ bồ em không phải là gu của em. Dạ. Mà con nhỏ bạn của bồ em có nghĩa là con vợ của em á mới dạ. Là gu của em. Dạ, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Rồi sao nữa? Đi. Không sao vui đó Quy, vui đó. Rồi sao? Em mới đầu thì cũng để ý. Nói chung là mình cũng có dòm ngó đó. Bây giờ nhưng mà dòm đó thì mình cứ để đó. Coi như là mình bỏ đó. Dạ. Thì lúc đó vợ em thì cũng chưa có quen ai hết. À. Thì em cũng làm mai cho bạn em. Em đang để ý nó mà sao em làm mai nó. Tại vì nếu mà mình nhảy vô liền thì không được. Nên mình phải xào. Nhảy vô con bò. Mình phải xào. Mình phải xào qua xào lại từ từ nó dính cho mình được. Nên là em nói ở đây có ông anh này cũng bạn nhưng mà điều kiện nọ cũng ok lắm em. Ừ. Đó anh thấy được đó. Em cũng mới cáp kèo qua cho vợ em quen cái người đó. Nhưng mà em biết chắc là người vợ em không chịu đâu. Tại sao vậy? Không, nó có phải gu của em không? Dạ không, gu. Biết chắc là vợ không chịu. Xong rồi em làm mai tiếp nữa. Làm mai mấy người luôn. Mà xào vậy? Làm mai 2-3 người lận. Thì cuối cùng xào qua xào lại thì cuối cùng mình dính ông mai. Cái ông dạ. Làm mai em á mà ổng cứ mấy người đó hẹn em đi cà phê đâu á là ổng đưa rước em đi mấy người đó xong mình đưa rước về. Không có cho đi riêng. Ủa? Lúc đó rồi lúc đó con bầu em nó làm sao? Hai đứa em thì nói chung thì nó cũng gọi là tình cảm nó cũng nhạt bớt rồi. Nhạt bớt. Thì đúng không là em cũng không có thương cái người đó nhiều lắm. Nói chung là để ý nhỏ này nhiều hơn. Dạ để ý nhiều hơn. Rồi á bé bạn đó có lúc nào mà hỏi em không? Có hỏi à, lúc đầu á là ổng nói ổng thương em á là em không có chịu. Em nói là em không có quen bồ bạn của người bạn của mình không có quen. Bồ của bạn. Bồ của bạn mình. Ổng nói là mà anh với lại bé đó hết quen nhau rồi. Cái em nói là nhưng mà em cũng không thích quen nữa. Em không thích ông này thật. Ổng bề ngoài mình không có thích luôn á. Mà thấy ổng tốt. Ổng tốt lắm, ổng thà, ổng hiền sao thì không biết sao mình thích nào mình không biết luôn. Mới đầu em quen vợ em á thì em nghĩ vợ em cái mặt đó, vợ em dữ lắm. Cái em mới nghĩ đầu thôi cái này mình làm mai cho thằng khác đi chứ để em thấy mặt cũng dữ quá. Chứ lại mình giống cũng dân chơi sành điệu đồ đó mình thấy mình cũng sợ. Nhưng mà cuối cùng thì sau nhiều lần mà em gã người này em gã người kia không có được á thì em mới vô em mới em mới khám phá thử coi giữ tới sao mới được. Đó thì cuối cùng phải giữ không. Sau một ngày đó thì em hẹn vợ em mình đi chơi. Em mới chui qua cái hầm Thủ Thiêm lúc đó là vừa mới khánh thành. Em chạy chở vợ em đi chứ là lúc mà qua hầm á thì hai đứa vẫn bình thường. Mà khi mà quay về là em mới nói cho mượn cái tay cái coi.
em nó cũng cũng lầm rồi, nói cho một cái tay nữa để cái coi, vợ em mới lú lên thì em chụp vô là qua hầm xong là quen nhau luôn, qua hầm xong là quen nhau luôn, trời ơi hầm ghê nhục, vô qua hầm lại nắm tay là nhau tắm liền, bắt đầu là điện giật lên. Đó, em có tỏ tình bằng miệng luôn không, nói là anh thương dạ, em hả, là thích em hả, à, em nói hồi đó vợ nhỏ lớn vợ anh thì xấu xấu thiệt, được cái gái nó cua không à, nay đã là em làm anh cua ngược lại, lần đầu tiên anh lần cua, lần đầu tiên anh cua ngược lại em, nên trái tim anh rất tan chảy, nên trái tim anh rất tan chảy, tim anh tan chảy vì cái vụ mà điện giật đó, mình tới nói tới giờ mà chứ cũng còn rung, làm nghĩa là nhớ là cái cảm giác đó lúc đó là mình đang bị rung, cái lúc mà ông nói mấy câu đó cái cảm giác còn sao? Dạ nó rất là mắc cỡ, tại vì á thời mà như mình có bạn trai có tỏ tình hay là làm quen mình muốn quen á thì chỉ có nhắn tin thôi. Chứ không ai mà nói kiểu nói trước mặt ổng ngại, trời ơi con mắc cỡ con nói mà vừa nói vừa làm luôn mới ghê chứ. Ổng xem ổng hỏi ủa sao anh nói gì em không nói gì hết trơn, em nói thì bây giờ anh có cái lỗ nào kêu em chưa chứ em mắc cỡ quá em không biết nói gì luôn. Đúng ra là ổng làm mai cho bạn ổng coi như ba mối và cuối cùng là ổng vớt luôn, thì qua chương trình này rồi chắc ba thằng bạn em hận em lắm. Dạ có, nó không hận đâu. Cảm ơn. Tại vì á vợ em tánh dữ lắm. Dạ. Chửi lằng nhằng chửi tối ngày nên đâm ra giờ bạn em nói hên nó rõ tao quen là chết tao rồi. Hên là mày vớt. Bảo em lúc nào cũng vậy, ra đường chơi là bao che em hết. Từ anh vết luôn. Ai mà chửi em mà vợ em chửi lại. Còn những hạn như trời mưa là vợ em lo em luôn. Tại sao? Tại vì tướng em ốm nè, vợ em ngồi trước chở em luôn. Bây giờ lo em luôn cả trời mưa cho luôn cả trời nắng luôn. Từ đó giờ con quen á là mấy người mà tiền tướng bự 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 không à. Không biết sao duyên nợ á rồi thương ghét của nào trời cao ban đầu nó nhịn mạo mưa đó. Thì nói chung thì trong 3 năm á thì lúc đó em quen mới 2 năm thôi. Thực chất ra thì mình nghĩ do cái duyên mình cái miệng mình chắc tốt quá. Mình cô gái mình cô vợ mình chắc đúng rồi vô ngay chỗ đó rồi. Thì mình nghĩ thôi kệ đó mình cũng bỏ lơ. Tại vì cái thứ nhất đó là mình lo đi làm, lo công việc này nọ rồi mình cũng bỏ bê bạn gái mình không có dòm ngó tới. Vợ em nó đi làm, gặp người đó cũng 6 múi. Trời ơi chết em rồi, mà em được cái em có thằng em vợ rất ok. Là nó đi vô hết từ A đến Z luôn. Ví dụ mà vợ em mà có đi đâu hay là làm gì hay là trai lại tặng quà là nó báo em liền. Nói anh ơi. Ôi 6 múi tới rồi anh ơi. Anh ơi 6 múi kia lại tặng gấu bự lắm, nó đưa cho má. Bắt đầu cái con mới vậy con. Lo chứ sợ mất. Em thấy vậy cái em mới quay lại em nói chuyện. Lý do công việc của anh bận bịu nọ nên là em hốt liền. Một tháng sau là hốt liền, cưới liền. Xin cưới luôn, dạ, xin cưới liền. Chứ không để được, để lâu quá là không được. Thì người ta tặng em bằng gấu bông. Ông tặng em gì? Ông được cái là ông thực tế lắm, ông cần cái gì á, tiền là đưa hết cho vợ. Cần cái gì là đưa thực tế cho vợ. Bông biết gì không, vợ không có tặng hết á. Xưa lúc mà em quen vợ em á thì vợ em thì không có gì tốn kém hết trơn. Mỗi ngày chỉ tốn 20 ngàn thôi. Sao vậy? Dễ lắm. Cứ sáng em từ nhà em ra thì khoảng mất từ 5 phút là em ghé cái xe mít đó, cái em mua 20 ngàn mít. Tạo lời tới đó em kêu em ơi là xuống lấy đó cho mít đó là mít 20 ngàn. Cứ ngày 20 ngàn, 20 ngàn là mê liền. Là tình cảm cũng như mít thôi. Nó gắn liền cái tình yêu của các bạn. Không cần ăn gì hết, cần ăn mít thôi là được rồi. Đủ rồi. Nhưng mà cái lúc đó các bạn quyết định cưới nhau á, thì là kinh tế nó có khó khăn không? Dạ có. Hay là à khó đúng không? Dạ có, nhà cửa ảnh thì không chưa có ổn, không có ổn. Lo chứ. Nghề nghiệp không có mà con giờ con lấy rồi con khổ rồi sao? Cái con nói nếu mà mẹ không cho con cưới là con lấy người khác lỡ con khổ rồi sao? Thì thôi giờ cho con lấy đi, con khổ con chịu. Thì thấy vậy ba mẹ cho lấy. Mà con cũng thấy quyết định của con giờ cũng đúng. Tại vì không tiền thật cô, nhưng mà ổng thương con chưa điều kiện. Vậy là hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ tính ra bữa nay là được 8 năm cô. 8 năm rồi? Dạ. Có em bé chưa? Dạ tính ra con tới 4 em bé lận. Nhưng mà thật sức là còn duyên ở với tụi con chỉ có một em thôi. Được một tuổi rưỡi ở đây. Ủa tại sao vậy, con có thể chia sẻ kỹ không? Hai bé trước đó là con bị có túi thai, không có tim thai. Bé thứ ba là năm 2017 á, con sanh được 4 tháng 4 ngày. Rồi bé bệnh. Dạ em bé con bị tim bẩm sinh. Cô thấy nè, thứ nhất á là con cứ nghĩ như vậy đi thì con sẽ bớt buồn, để mà còn bao nhiêu cái gì mà tốt nhất á mình dành cho cái đứa nhỏ. Sao bây giờ hai đứa đầu á, nếu
mà bé chưa có tim thai thì có nghĩa lúc đó bé chỉ là cái phôi thôi, chưa phải là tượng hình, nó giống như thai giả vô. Đúng rồi, cho nên rằng mình quên hai cái đó đi thì mình sẽ nhẹ, tại vì chưa phải em bé rồi. Coi như bé kia cái số nó không được ở gần mình, nhưng mà con cứ nghĩ là nó đầu thai trở lại vô cái em bé mới đây, có nghĩa là con không có mất gì nhiều. Trời thương và trời đã ban cho mình một em bé nữa. Dạ. Thì đó là một cái điều rất là quý giá. Phải là chúc mừng hai bạn, dù trong khó khăn vẫn có nhau, vẫn đồng hành với nhau. Nó rõ ràng là lựa chọn, đã lựa chọn yêu thương là chắc chắn là lựa chọn hạnh phúc. Rồi thôi bây giờ bỏ qua cái chuyện đau buồn đi. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái phần vui vẻ nào. Dạ. Tại vì Huy nó rất là vui. Dạ. Đến cái phần này chắc chắn nó sẽ vui. Đó. Mấy năm ở với nhau thì có nhiều tật xấu không Huy? Vợ em á được cái là chửi nhiều. Dạ. Chuyện gì mà chửi? Nói chung thì cảm thấy mà không dữ là chửi liền. Tại tính vợ em thì cũng kỹ tính lắm. Mà em thì hay quên đầu quên đuôi, nhiều khi cứ đi theo em hoài sau lưng. Cứ canh em me em, nhiều khi đi toilet cũng me nữa. Trời, phải chửi trong toilet luôn hả? Chửi toilet luôn. Mà có ngày nào mà không chửi buồn không? Có chứ, bữa nào mà nếu mà vợ em á mà không chửi là em thấy buồn lắm, từ xưa tối ngủ cũng được. Khi chửi viết thành quen cái thói rồi, cái mình nhớ chửi cái mình ngủ cũng ngon lắm. Em cảm giác vậy. Mà bữa nào mà vợ em á nha mà không chửi là bữa đó mấy có chuyện gì đó, hay là hoặc là kêu anh đi anh, chồng với chồng nói thôi muốn gì thì nói đại đi, chứ đừng có kêu mình thấy ngọt ngào là mình thấy nghi vô rồi. Không á, em đi làm về tới nhà, vừa về tới nhà thì tôi dài chưa tháo ra là đã bị chửi rồi từ xa rồi. Nên đâm ra nhiều khi mình thấy nghe kêu anh em là thấy nó hơi kỳ kỳ, đánh vợ em xấu là cái vậy thôi. Dạ, thích chửi chồng. Có hay ghen không? Có, dạ. Tại tài xế mà. Dạ, có ghen. Ghen không? Có. Ghen dữ luôn. Dạ. Cái tánh em thì được cái hay ra đường mình cũng... hay xạo. Xạo xạo đó, cái kiểu giống như xạo xạo đó. Thấy gái hay vậy vậy đó, người ra vẻ thì nói là... Người ra vẻ thì nói là... Người ta quan tâm là hay vậy đó. Không thì... phải trừng mắt cái im liền thì xây qua chửi trước mặt luôn chứ không có trừng. Không có trừng chứ. Mình mang nhục, mang nhục luôn. Chửi là mang nhục luôn chứ không có dạy như mình chửi là kiểu về nhà. Ví dụ vợ em chịu về nhà chửi ok. Rồi giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nè? Nói chung là thay đổi một tí là, nhưng vợ em thì có thể là về gia đình, có thể là mình về hạn như là vui vẻ với nhau đó, đừng có chửi quá, có thể là từ từ chửi thôi, để vô tắm cái mình xả ra cái rồi chửi, đang căng thẳng nữa vậy. Dạ. Bị chửi bởi vậy đó, em cũng bị dễ bị lực lắm, ăn cơm cũng dòm nữa, nhiều khi lỡ gớt hộp cơm đó miệng mẻ rồi nhiều khi mình không để ý mình lồ hộp cơm gớt cũng chửi vậy, nhiều khi căng lắm, căng đầu dữ lắm. Cái lần em làm vậy em mới suy nghĩ rồi căng lắm, nghĩa là chửi mà bớt lại thôi. Lúc nào mà đang căng thẳng quá thì dạ, chửi có gì thì lo về nhà chửi, đừng ra đường chửi băng nhục. Trời trời ơi với em đó. Dạ, ổng dạ, sao ổng có tật xấu gì không? Chồng con hả? Chồng con được cái hay quên. Tự nhiên không mà cái gì con muốn chửi không. Em cái quên đó là lý do anh bị tâm lý em chửi anh đó. Cái đầu suy nghĩ nhiều quá sợ tâm lý chửi, gì quên. Tắm cho con cái khăn, giống như con hỏi cô hai bộ đồ, cỡ bộ đồ con để ra đi tắm đi, bộ đồ đó để y chang đó, rồi đi tê tê hai cho con tắm, tắm xong rồi cái khăn tắm cũng để y chang chỗ đó, con đi theo là giống như là để con dọn xong á. Chứ thật chứ cũng đâu có làm gì đâu, dọn bãi chiến trường á. Dạ, chơi với con cũng chơi chút xíu à. Làm như thương con lắm vậy, sao về đây chơi ba thương này ba nhớ lắm, cái chơi xíu nữa thôi dùng ba bệnh chơi với mẹ đi, mày quậy quá tao mệt quá vậy đó. Con cũng cái gì cũng mẹ không à. Mong muốn chồng con thay đổi điều gì nhất? Dạ, chồng con thì nhớ chút xíu, không phải là muốn cằn nhằn đâu, mà tại vì anh làm thì anh phải nhớ, anh làm xong để anh phải dọn đó, để tâm vô. Dạ, đâu phải con bắt và làm công chuyện hết đâu. Làm phụ vợ chút đỉnh thôi được không? Huy, dễ mà. Tâm lý em nặng lắm đó. Nói chung thì theo chương trình thì vợ em muốn em như vậy thì em sẽ cố gắng thêm nữa. Mình sẽ dòm ngó vợ con thêm cho nó dòm ngó dễ. Thôi bây giờ bữa nay nhân cơ hội này nè, đến với chương trình Vợ Chồng Son có điều gì muốn nói với vợ hay không? Nhất là sau những cái biến cố xảy ra. Em đến với vợ em á, hai vợ chồng cùng đồng khổ với nhau, nên có những cái sự cố, những cái va chạm, thiếu thốn, mất tình cảm rất là nhiều. Nhưng mà tụi em cũng đã vượt qua với nhau, là em nghĩ là sự lựa chọn của em là đúng. Có một người phụ nữ kế bên chịu khó với mình, đồng cảm với mình, nên đâm ra thì sự lựa chọn của em là em thấy là quá hạnh phúc. Dạ. Con không muốn nói gì chồng không? Em cảm ơn anh chịu đựng em.
thương em, lựa chọn em đúng. Trời, nắm tay vợ, hôn vợ cái đi. Vợ xúc động quá trời luôn kìa. Có gì đâu. Chúc cho hai đứa sẽ mãi mãi hạnh phúc nha. Rồi, tôi đã nhận ra ai rồi. Nhận ra rồi phải không? Mời. Đây, chắc có lẽ là quý vị cũng dễ dàng nhận ra. Đây là một cặp đôi rất là hot. Đặc biệt là các bạn trẻ, những bạn mà yêu thích TikTok thì chắc chắn là các bạn đã nhận ra cặp đôi này là ai rồi. Tuy nhiên đến với chương trình Vợ Chồng Son thì xin mời hai bạn nha, làm đúng thủ tục đó là giới thiệu về mình, công việc. Ở đâu? Mời hai bạn. Lời đầu tiên thì xin gửi lời chào tới chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận cùng với tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Chí Linh, còn vợ em là Trịnh Thị Kim Ái. Bây giờ em giới thiệu về em đây nè, em là tuổi nè, quê em ở đâu nè, hiện giờ em đang làm nghề gì nè. Dạ, em năm nay là 34 tuổi và em ở đến từ Hà Tĩnh. Dạ, và em hiện tại đang làm về công việc về kinh doanh. Kinh doanh, em kinh doanh tại tại nhà. Dạ đúng ạ. Tự mình làm chủ mình đúng không? Dạ dạ đúng ạ. Công việc em là cái gì, em có thể chia sẻ tí xíu được không? Em có hai cái. Thứ nhất là em làm về kinh doanh về mỹ phẩm với thực phẩm bổ sung. Cái thứ hai đó là em dạy về marketing. Dạy về marketing. Marketing. Dạ, marketing. Nhưng mà là em là cái nick của em ở trên TikTok đó là cái gì? Lê Thị Linh luôn. Lê Thị Linh. Chí Linh. Chí Linh. Nói tròn rõ. Không, Thị Linh là sao hả? Phải, cho nên là mình cố tình mình nói đi cho bạn ấy phát âm chuẩn nha. Dạ. Rồi mời em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận và xin chào khán giả. Em tên Trịnh Thị Kim Ái, em cũng 34 tuổi, bằng tuổi Lê Chí Linh. Em đến từ Cà Mau. Trời ơi, một chàng trai ở Hà Tĩnh lấy cô vợ ở tận Cà Mau. Dạ. Hai bạn làm sao gặp nhau? Cơ duyên nào? Ai để ý ai trước nào? Thôi bây giờ kể cho chương trình nghe. Em với vợ em gặp nhau lần đầu tiên là ở trong sông Bài. Tại Marina Bay Sen. Trong casino. Sao em nghe nhầm hoài vậy ta? Tại vì chị nói nghe cái tiếng vùng miền địa phương á, là em phải để chị. Kiểu gì chị cũng nghe được hết trơn. Nãy giờ là Linh nói câu nào là chị nghe câu đó nha. Nhưng mà anh Thuận là bị nghe lộn mấy câu luôn rồi đó. Mấy cái. Người ta Chí Linh mà nghe Thùy Linh là sao? Sông Bài mà ra sân bay. Sông Bài mà ra sân bay là sao? Trời. Nhưng mà đó, nhưng mà với vợ á là em nghe chuẩn lắm chị, nghe chuẩn luôn á. Tại gần nhau á. Sát nhau. Tại cùng miền đó. Rồi sao nè? Thì lúc đó là vợ em đang cùng với mấy người bạn đang đánh ở cái bàn, trong cuối cùng bàn luôn. Thì lúc đó em đi qua em thấy dễ thương quá, xong em chạy lại em ngồi em chơi chung. Xong rồi bắt đầu em bắt chuyện làm quen. Thì lúc đó vợ em cũng không có chịu trả lời, chỉ có mấy người kia trả lời thôi. Thì em hỏi là bạn em ở Việt Nam hả? Thì mấy người bạn kia chỉ gật đầu thôi, còn vợ em thì không có trả lời. Thì lúc đó là em cũng nhắm muốn bạn này trả lời nhưng bạn không trả lời mà mấy người kia trả lời. Ủa mà lý do sao em không trả lời, ta thấy cái đầu. Đây chị hỏi Linh nè, Linh câu bữa đó là thua hay thắng? Dạ hôm đó có ngày thua ngày thắng, bởi vì cái hôm mà gặp bé vợ là hôm đó thua hay thắng? Hình như hôm đó thắng. Thắng là may mắn đó. Làm sao ta, vậy là cái câu mà đỏ tình đen bạc á, là sao nó không có đúng với ta? Nhưng lúc đó là vẫn chưa cua được thời điểm đó. Cái hôm đó là chưa cua được. Dạ đúng rồi, đó là mới gặp lần đầu tiên thôi, phải một thời gian sau nữa thì mới bắt đầu cua được. Thì đó, thì bà đây nè, dạ. Bây giờ mình sâu lại nè. Đó, bữa đó thắng, gặp cô này nói chuyện mà cô không nói lại. Cô không thèm nói. Nghĩ ra suối, là đen. Dạ. Đúng không? Là nó đen, đỏ bạc. Vẫn là còn đỏ bạc mà vẫn là đen tình. Hay quá thôi, dạ. Chị bàn ghê. Sau này khi mà cua được thì lúc đó mới thua nhiều. Đó, thì như vậy nó đỏ bạc, đen tình đó. Rồi sao nè? Cho hỏi là tại sao em lại không nói chuyện với người ta? Tại vì em thích thấy ổng, lúc đó ổng nhìn ổng dơ dơ, ổng bẩn á. Ủa lúc đó có tóc không? Em sợ tóc. Lúc đó ổng có tóc và ổng không có tóc là bây giờ em quen rồi. Hồi đó ổng không có tóc mà nhìn nó mấy cọng le que. Có tóc chứ. Anh vậy là đẹp rồi, trong em thì xinh xấu lắm. Thối đúng không? Thối mà không chấp nhận. Đúng rồi. Mà
ổng lúc nào cũng mặc kiểu mà áo sơ mi á, sọc, lúc nào cũng anh ta nên nhìn ổng già lắm. Thằng cha em tưởng đó ổng là người India. Anh tâm đi. Tại vì em thích người anh đi hay bị hôi nách á. Em sợ ông bị hôi nách, em ngồi xa xa ra. Tại vì nghe cái mùi đó em sợ, em không dám ăn hành tới giờ. Cho nên em bị sợ. Sợ, nhưng mà cái ngày đó thắng thua nào? Không, bữa đó là thua cho nên em mới mượn tiền ảnh. Là cái bữa đó? Là ngay bữa đầu tiên luôn. Dạ luôn. Ê xí, nè nó nghe nè. Sao không nói chuyện với người ta mà tới khi thua thì lại mượn tiền người ta? Mượn tiền bà chị của ảnh mà sao chị của ảnh đưa cho ảnh đem xuống á. Như vậy là biết bà chị. Dạ biết. Như vậy là bên này có nghĩa là họ đúng, họ cũng đã có một cái mối quan hệ. Có một, em không nghĩ dây mơ rễ má đó, đúng không? Dạ, như một cái duyên á. Một cái duyên đúng không? Như một cái duyên. Rồi sao nữa nè? Có như vô tình cứ như mượn tiền của ổng. Cái là lúc đó mượn tiền là không biết đó là của em. Thì lúc đó em cũng không biết là bạn này sẽ mượn tiền. Đó thì sau đó là em xin hoài không được thì em đi. À đi em để đó em. Số điện thoại á. Dạ. Em đi. Dạ. Cô đâu có biết em cho mượn. Dạ đúng rồi. Thì sau đó một hồi lát nữa thì chị em mới nói là em xuống đưa tiền cho cái bạn dưới này với. Thì em đưa xuống em thấy wow. Ok đấy. À, lúc đó có xin được không? À, lúc đó thì vẫn chưa, xin bạn vẫn không cho. Đó. Thì phải một thời gian sau nữa thì em xin của chị em. Thì chị em mới cho số, thì bắt đầu em mới gọi điện để liên lạc. À, một khoảng thời gian sau là chắc là không gặp nhau trong sòng bài nữa. Dạ, vẫn ngày nào cũng gặp. Sao đánh liên tục vậy? Hồi đó đánh với nhau cũng phải 6-7 tháng ở trong đấy. Dạ. Trời đất ơi, chắc trời ơi, gặp nhau mà thấy là trời trong đó. Như vậy là đến tháng thứ mấy thì bắt đầu là em chịu anh này cũng lâu lắm, tại vì cũng khoảng một tháng em có bồ đó tháng. Em sắp lấy chồng ở bên Singapore là cho nên em ở bên đó luôn rồi. Là anh này thì qua bên bản học thì em đi đứng bài, anh mới gặp em ở trong đó. Nhưng mà là anh biết em có bạn trai không? Biết mà anh vẫn cua. Anh ghê lắm, anh cua mà bồ em á thì biết tiếng Việt hơi, anh cua anh không có bỏ đâu. Anh khi mà em nói là anh đừng có nhắn tin tối nay em đi ăn với bồ em, khi mà em thường ổng đi ăn với em thì ổng cũng biết em hay để cái điện thoại trên bàn á, thì ổng nhắn liên tục. Thằng bồ em thì nó hay ghen, nó thấy là nó chụp nó coi, nói là em khi nào em bỏ bài anh mới đến với em chứ không thôi anh không có thương, anh không chấp nhận em đâu. Thằng kia quá wow, có gì nó không có. Cái em nhắn là em điện là em chửi nó, bảo anh không có gì anh nhắn tin không anh nhắn lộn em ơi, mà ông nhắn liên tục vậy đó. Cố tình đúng không Linh? Ông cố tình mà. Rồi thằng bồ em giận. Mới bỏ em. Dạ. Tại vì ông chơi cái, tại sao anh hỏi câu đó? Không phải là vô duyên đâu. Dạ đúng. Nhưng mà anh biết chắc với cái kiểu cái nhân vật này cố tình lì lợm mà chơi kiểu đó là chắc chắn bồ. Dạ đúng rồi. Chắc cũng vài tháng anh. Nhưng mà cái đó là kế hoạch của em đúng không? Dạ đúng rồi. Kế hoạch để đánh bật đối phương đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, rồi mới hốt hàng được. Ủa nhưng mà Linh ơi, lý do gì mà Linh biết là cô này có bồ rồi cố tình là chơi cái chiêu đó vậy Linh? À, thì lúc mà em gặp nhau em khoảng 1-2 ngày sau em tỏ tình. Đó là em làm lập lệ luôn. Thì bạn biết nói là em có bồ rồi anh đứng cua nữa. Thì em nói là em có bồ đó là việc của em, còn việc anh cua em đó là việc quá. Ồ đúng rồi. Chắc em linh lì thiệt luôn á. Dạ. Lắm chị ơi. Em gần cuối luôn rồi chứ không phải là bồ nữa. Xong bạn bảo là không, bọn em chuẩn bị cưới, chuẩn bị lập gia đình rồi. Em mới bảo là người ta lấy nhau người ta làm ly dị được thì yêu nhau chia tay. Trời ơi. Không biết là cái độ lì ổng tới cỡ nào. Đấy nghe nè, ngoài cái việc là nhắn tin, cố tình nhắn tin quấy rối để mà coi như là chọc ghen ông kia, thì em còn những cái kế hoạch nào nữa không? Hoặc là những cái chiêu nào nữa không? Đầu em show luôn đi. Gần như là cái thời gian đầu tiên á, là sáng, trưa, chiều, tối là em đều nhắn tin. Đó, thì khi mà nhắn cái là bạn bắt đầu chặn số, thì bắt đầu em tạo Viber. Rồi chặn Viber thì em lại mở cái line. Rồi nói chung là em tạo ra các mạng xã hội khác mà để kết nối. Thì khi mà bạn chặn cái số này thì em lại mua cái sim khác và nhắn tiếp. Đó thì sau đó em mới nói với bạn là bây giờ em đã chặn được 7 tỷ cái sim ở trên thế giới này không? Nếu mà không làm được thì mới chặn. Hay quá trời ơi. Tôi cảm giác em sao? Để cảm giác của em. Trời dễ sợ quá. Lần đầu tiên với mấy thằng đầu em ghét chồng em lắm luôn. Em ghét mẹ.
tại vì cũng phá mình đó, mình ghét lắm. Là em chẳng nói, xong em nói là anh với em không thể nào đâu, thật sự mình nói em trang nhiều ngoài. Tại vì em làm bên cái ngành làm đẹp á thì em thích mấy người kiểu như tóc tai thì phải là đẹp để em làm kiểu đồ ẩm thì tóc kiểu đó làm sao, rồi thêm ẩm ăn mặc xinh xuống nữa, cái thời trang có phù hợp với em. Em mới nói là anh với em không có thể nào, với ổng thì làm thầy giáo, ổng mở miệng ra thì ổng cứ dạy đời mình không mà. Em nói trời, nghe chuyện này chắc nhức đầu chết luôn rồi. Ổng nói là anh sẽ thay đổi cuộc đời của em. Thôi thôi cha đi ra giùm con cái, kiểu này chắc chết mất nội mà. Tại vì thật sự mà nói em với anh là một trời một vực, em nói không thể nào đâu, lấy anh về chắc tôi chết. Nội mà bị chết thôi cũng bị chết, với ảnh là người miền Trung nữa. Cho nên em nói lấy dâu về ngoại chắc em chết nó. Không có đâu, em với anh không thể, em thì anh với em, anh cũng có bồ, anh đâu có thể đâu, mình làm bạn nói chuyện thôi. Em nghĩ là vậy cho nên mới nói chuyện, mà không ngờ ổng chưa chiêu. Chiêu đó đó phải không, là chiêu đó. Dạ. Xong sao nữa? Thì cứ nhắn hoài, em chận hoài, rồi chuyện gì xảy ra sau đó? Lúc đó em lập kế hoạch là thời gian nguyên tháng đầu tiên là ngày nào cũng phải nhắn tin, để gọi là ám thị vào trong cái tâm trí của bạn này ấy. Thì sau đó đến khoảng một tháng sau ấy, thì đột nhiên là em không xuất hiện nữa, em về Việt Nam, là em không có liên lạc với bạn, không nhắn tin, không gọi điện, chỉ một tuần hết. Mất tích luôn. À, mất tích luôn. Trên thị trường chứng khoán. Rồi sao? Thì sau đó bạn ấy mới nhắn tin hỏi là anh lâu rồi khỏe không? À, dạo này không thấy, thì em biết là cá đã cắn câu rồi. tức là cái chiêu đó là cái chiêu mà thực sự đàn ông rất là hay dùng. Tức là họ làm cho mình tạo thành một thói quen. Dạ, đúng không? Dạ. Phụ nữ thì hay bị chết bởi những cái thói quen á. Rồi đến khi mà làm mất đi cái thói quen đó một cái là rối liền. Rồi, thực đó. Sự là rối liền. Đó. Thật ra là trong hàng vạn tin nhắn đó, chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều tin nhắn làm cho em thổn thức đúng không? Đó. Rồi sau đó là em, rồi sau đó tình cảm của hai người tiếp tục như thế nào? Đâu, tức là sau một tuần chứ. Sau một tuần đó. Ủa, một tuần hay một tháng? Một tuần. Sau một tuần em chỉ không xuất hiện một tuần thôi. À. Biến mất một tuần thôi. Rồi. Rồi sau đó thì em mới bắt đầu quay lại sinh. Mới lại sinh nữa. Dạ. Em mới nhắn cho bạn thấy là anh mới qua nè, rồi đi ăn đi. Thì sau đó em mới nói là một tuần rồi ấy, thì anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Thì chắc là anh em mình chỉ là anh em thôi chứ không có yêu nhau được đâu. Đó. Cũng là chiêu đúng không? Mình biết là bạn này thích mình rồi. Ừ. Mình phải bắt đầu làm cành cao. À. Cao lên rồi lúc đó em sao? À. Em nghe anh này nói cái kiểu mà chỉ là anh em thôi thì lúc đó em sao? Thì cái ông này ông cũng chảnh mà, thì cũng đi ăn thôi. Nhưng mà thật ra ông nói gì thôi chứ ông cũng tấn công liên tục à. Không, ý chị đứng nói cảm xúc của em á. Khi mà em nghe anh nói cái ý định của anh là thôi thì bây giờ mình không đến được với nhau thì mình chỉ là anh em thôi, thì lúc đó trong lòng em nghĩ như thế nào? Giờ cũng lúc đó thì em chưa xác định là biết có thương hay không. Nhưng mà trong đó mình cảm thấy nó hơi buồn một tí xíu. Tại vì lúc đó mình còn bạn trai, chưa có chia tay. Tàu casino chơi với bộ em rồi, là cái lúc đó ổng mới chơi chiêu nữa, lúc đó mới là thương. Sáng sớm ổng đi trước bộ em, là bộ em cho người lại đón em, là nhà em đón, thì ổng đi lại trước. Em không ngờ là ổng gan vậy đó, ổng đi lại trước luôn. Ông nói là thôi em đừng có đi, kiểu như ổng tấn công trước đó chị. Hớt tay trên đó. Dạ đúng rồi. Hớt tay trên đó. Dạ. Rồi sao? Rồi em sao? Cái bắt đầu em lúc đó em có không nghĩ là mình thương đâu. Mà sao em nghĩ là không biết sao em mới chọn là em ở lại với ổng, là em không đi. Tại vì em biết là lúc đó là em ở lại là chắc cú là thằng bò em sẽ chia tay. Tại vì lính của bò em thấy hết rồi. Em mới nói ủa sao lúc đó mình không hiểu luôn á. Tại vì thật ra lúc đó mình cũng đang thiếu nợ. Tại vì bồ của mình nó là người chồng sắp cưới, có thể cho mình, nó kêu là đi với nó là ngày về lại cho trả nợ hết rồi xong về cưới, là không có tới lưu với thằng này nữa. Tại vì nó bực lắm rồi, nó không vô đó chơi mà. Tại vì nó thấy là xuất hiện lần nào thằng này cũng đi bên cạnh nó chơi á, là nó bắt buộc là đi xuống tàu chơi chứ không có vô casino chơi nữa, mà là nó bao nguyên chiếc tàu chơi mà ông nội này ông còn giữ vô. Ông còn đi lệnh trước nữa. Tức là trả hết nợ luôn cho vợ. Dạ không, lúc đó em cũng đánh thua hết rồi. Cắm hết rồi. Dạ. Thì lúc đó em còn cái điện thoại với là cái máy tính. Máy tính. Rồi em mới nói là thôi bây giờ em đừng đi với người ta nữa. Em biết đâu em xuống đó em chơi cũng thua cũng vậy à. Đấy, còn đi với anh à.
Đó, người, ví dụ người ta có 1 triệu người ta cho em 10.000 thì nó là bình thường, còn anh không có gì anh cho em hết tất cả thì đó mới là tình thương của anh. Đúng rồi, nói câu đó mà mình cảm thấy thương ổng. Là bắt đầu là thương ổng, là đi theo ổng. Dạ đúng rồi. Rồi sau đó là em mới cầm luôn cái điện thoại, cầm luôn cái máy tính để đưa tiền cho. Đúng. Nhưng mà là ngày hôm đó là coi như là chính thức là quen nhau chưa? Dạ cũng bắt đầu rồi. Đó. Dạ. Rồi là cứ về chuyến đó xong là bộ chia tay mình luôn. Dạ. Cũng chưa chia tay đâu mà tụi em chia tay. Ờ. Rồi sau đó tình cảm của hai đứa là có chính thức có hai đứa chính thức là yêu nhau đó. Chính thức là yêu nhau. Hai đứa có yên ổn không? Hay là có sóng gió? Dạ. Có trục trặc gì không? Có chia tay chia chân gì không? Dạ rất là nhiều sóng gió. Khi lúc đó thì hai đứa quen rồi, thấy ở bên Sinh thì khi đó em ở bên Sinh thì tính lấy chồng ở Sinh cho nên mới ở, thì không ở nữa thì hai đứa mới nói là thôi về Việt Nam làm lại, thì cũng quay về Việt Nam. Thì lúc đó thì hai đứa chơi nhiều quá, nợ nần nhiều, quay về một cái con số 0. Mới đi làm lại thì nó hơi bị khó khăn, mà lúc đó thì mình về đây thì mình bỏ tất cả với ổng. Về giai đoạn đầu thì có một mình ổng, nhưng mà lúc đó về lại thì bị khổ lại bị ổng lăng nhăng đó, lúc đó bắt dính thì lúc đó cảm thấy bị cú sốc quá lớn, tại vì mình nghĩ là mình bỏ hết tất cả, gia đình ai cũng la hết con suy nghĩ kỹ chưa mà như vậy, tại vì đất nước Sinh một đất nước phát triển mà nhiều người ao ước không được. Mình thì có một cái người cũng tốt, thật ra cái người bạn kia thì cũng rất là tốt, lo cho em thì hồi đó tới giờ cũng lo gia đình em, mà bây giờ chọn một người như vậy đi về. Về đây là bị ổng lăng nhăng. Dạ. Và sao Linh nói. Ông đừng mê gái dữ lắm chị ơi. Thì đàn ông ai cũng mê gái, nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao mà em khó khăn lắm em mới hốt được cái hàng này mà giờ em về em lại đi tìm những cái hàng là sao? Hồi đó là về em nghĩ là em sẽ thay đổi vợ em. Xong đó thì em nói mấy năm sau vợ em mới chịu thay đổi. Đó, bởi vì vợ em cũng mê đánh bài. Về Việt Nam rồi đó thì em gom mãi mới mua được cái máy tính. Đó, thế là vợ em ở nhà, khi mà em để cái máy tính ở nhà để em đi uống cà phê, em về bà đưa cầm mất cái máy tính của mình để đi đánh số đề. Vậy luôn á. Nhưng mà cái vụ mà đi tiếp tục đánh bài với cái vụ mà em đi có bộ bên ngoài là hai kiểu khác nhau. Đúng rồi, khác nhau mà. Bắt đầu mình thấy rằng là trái cái người này chắc là mình lựa chọn sai lầm rồi. Mình muốn thay đổi, mình nghĩ là sẽ giúp được họ thay đổi, nhưng 2-3 năm rồi vẫn không được. Thì thôi đi kiếm một khác. Vậy đó hả? Rồi đi kiếm con khác, rồi sao cuối cùng em lại dòng trở lại với con này? Xong rồi em cũng không hiểu sao, rồi bắt đầu em cũng thấy thương thấy tổ. Nhưng mà hai đứa có chia tay không? Lúc mà sau, tức là quen nhau được bao lâu thì là ảnh bắt đầu có cái chuyện là lăng nhăng rồi này kia nọ rồi. Nghĩ đúng là mỗi lần như vậy thì vợ em hay bỏ đi về bên nhà em gái, lúc thì đi ở nơi khác. Thì lúc đó em thấy là không biết là người này có thực sự là thương mình hay không. Thì sau đó bắt đầu em cũng quen người này quen người kia, đến lúc vợ em quay về lại cái thế lại chia tay người ta. Xong về lâu lâu vợ em lại đi để lại quen người khác. Thì vợ em nói là giận tôi đi, mà thì em nói là đâu biết đâu, tưởng là chia tay, tưởng chia tay thì quen người khác thôi. Em bỏ anh thì anh đi quen. Ủa như vậy thì cái mối tình của các bạn đến bao lâu thì hai bạn mới chính thức coi như là lấy nhau? 4-5 năm, mà trong khoảng thời gian đó là cũng chia tay đâu mấy lần hả? 7 năm chứ, lấy nhau mới 7 năm. Chia tay 2 năm. Chia tay 2 năm, quen nhau 5 năm. Dạ, chia tay 2 năm. Thực ra 2 năm đó thì cái người bạn trai bên em Singapore về chứng kiến lại. Thì gặp lại anh em có một bệnh rất là nặng, tưởng nó là chết á. Rồi nói chung là cũng có một người cô ở ngoài vô thăm, rồi kêu qua thăm ảnh, thì nói chung là cũng nhờ cái cô đó đưa hai vợ chồng tới, là một cái duyên. Nói chung là hai vợ chồng ngồi đây thì cũng nhờ một cái cô đó. Cái cô mà nói chung là em cũng nhớ ơn cổ suốt đời, nhưng mà không thể nói ra tên, tại vì hai vợ chồng chỉ nhớ ơn để khắc ghi trong tâm thôi. Thì một hôm cô đó vô Sài Gòn chơi, tại vì cái bé con của cô đó là chơi thân với em, mới hồi đó giờ hai chị em chơi rất là thân, coi em như là chị gái, mới mình thì coi cổ như là mẹ mình gì đó. Cổ kêu thì mình những như mình phải nể qua. Như cái cô là cô của ảnh,
thì kêu qua thì mình qua thì thấy ảnh bệnh gì đó, mình đang sốt không có nở thì lo lo. Dạ đúng rồi, em bị sốt xuất huyết. Dạ đúng rồi, thì một hôm thấy ảnh như vậy rồi chăm sóc rồi biết hai đứa có tình cảm lại. Quay lại. Quay lại. Cái thời điểm đó là lúc đó là em bị xong, thì lúc đó em cũng có bạn gái, vợ em cũng chuẩn bị cưới rồi. Lúc đó vợ em bị nổi tế đại nên là không có làm đám cưới được. Thì khi mà gặp lại đó thì lúc đó em mới thấy là vợ mình vẫn còn có thể thương mình ấy. Thì lúc đó em nói là thôi bây giờ cưới nhau đi. Hiểu là vợ mình thương mình thì. Dạ. Xong rồi lúc đó vợ em nói là nhưng bây giờ anh có người yêu mà em cũng sắp lấy chồng rồi, thì em mới nói là thôi bây giờ anh về chia tay bạn gái còn em chia tay chồng em đi.